theo nha. Rồi thì hôm nay mới có lên lớp được các bạn bài giải phẫu hệ thần kinh. Thì theo đặt hàng của khoa đó thì chỉ tập trung cho các bạn một số phần chính thôi. Khoa thì chỉ dành cho các bạn yêu cầu là như vậy, 8 đảo với 12 đôi dây nhân sọ thôi à. Thì coi như là các bạn cũng đã giỏi rồi, coi như những phần khác cũng là giỏi, cho nên học ít thôi à. À. Tắt được đèn này nóng quá. Đèn tắt rồi. Thi hả? Thi thì coi như là dạy gì thi đó. Đúng, không dạy không thi à. Nhưng mà hôm nay là tôi dạy hết. Đơn giản mà. Cái gì? Cái đó là thể gì? Nghe là thể gì? Đấy. Trên này có một bạn rất là hay, bạn phát hiện ra được một cái hình trên này này. Nghĩa là cái hình này mà ai trả lời được thì coi như là cho đậu luôn. Thấy cái hình đó tên gì? Này, toàn bộ này này, đấy có một bạn trên này. Hồi nãy có cái bạn này, bạn tìm ra được một cái chi tiết. Bạn tìm được một chi tiết trong 10 chi tiết thôi, cho nên bạn không có đậu. Nó bạn tìm được cái chỗ này này, cái này là hải mã này. Đấy. Rồi tới viên cái viên các bạn này, ngồi kế bạn nữ này, tìm được một chi tiết rất hay. Gọi là thể vú. Xin thưa, không phải. Mặc dù lát nữa có vú nhưng mà không nằm ở chỗ đó, đúng không? Nằm ở chỗ khác nha. Chứ đừng nhìn vô nó tròn tròn là vú. Có nhiều cái nó không tròn cũng gọi là vú. Rồi à, hôm nay học bài này ha. Nói chung là bài này là một trong những bài khó à, ở dưới đại học y học thật đấy. Thì sinh viên họ học bài này trong 32 tiết là có thể là 8 buổi lên lớp à. Còn các bạn là chỉ học có một buổi thôi, nhưng mà giỏi hơn. Học viên sau đại học họ học cái bài này trong vòng 2 năm. Các bạn chỉ học bài này trong vòng có 4 tiết thôi. Các bạn rất là giỏi. Bây giờ là các bạn giỏi hơn người ta nhiều lắm. Rồi, gì? Rồi, vậy đầu tiên á, nói về hệ thần kinh thì người ta biết rằng chức năng của hệ thần kinh là biết rồi, đúng không? Là thực hiện sự đáp ứng của cơ thể với môi trường xung quanh. À, người ta phân chia hệ thần kinh thì người ta có hai cách phân chia. Nhớ lưu ý dùng là có hai cách phân chia. Hai cách phân chia. Cách phân chia thứ nhất là cách phân chia về mặt giải phẫu học. Đây là phân chia về mặt giải phẫu học này. Thì người ta chia hệ thần kinh ra hệ thần kinh trung ương. Hệ thần kinh trung ương thì gồm có não bộ và thế có tỷ chết đâu mà cô bạn nó tỷ sống à, là não bộ và tỷ gai à, tỷ gai tỷ sống là tại vì tỷ nằm trong ống sống gọi là tỷ sống, do mình không có tỷ chết cho nên mình gọi là tỷ gai nha. Cái thứ hai là hệ thần kinh ngoại biên. Hệ thần kinh ngoại biên thì gồm có dây thần kinh và hạch thần kinh ngoại biên. Khi bạn xác định một cái hạch thì cái hạch nếu được gọi là hạch thần kinh thì hệ thần kinh đó là thuộc hệ thần kinh ngoại biên. Rồi dây thần kinh thì dây thần kinh ngoại biên thì nó có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là dây thần kinh ngoại biên của phần trung ương là não bộ. Đó là giờ trung ương này. Đây trung ương. Đây ngoại biên. Trung ương á là não bộ. Thì ngoại biên tương ứng là thần kinh sọ. Mà phần ngoại biên ở trung ương á là tủy gai. Thì phần ngoại biên tương ứng là thần kinh gai. Ý của nó là gì? Ý của nó là cái nhân, ví dụ bạn thấy một cái dây thần kinh sọ chui ra ngoài, ví dụ bạn lát một bạn học một cái dây thần kinh sọ mà nó chạy dài nhất cơ thể á, nó chạy từ trên não này nó chạy xuống tới vùng hạ vị luôn. Dây này là dây dài nhất, dài nhất đấy, nó chạy dài nhất. Thì cái dây cái này đó nó được gọi là dây thần kinh lang thang. Nó dài mà, nó đi lang thang. Chính vì nó lang thang, khi người ta thấy cái dây thần kinh sọi lang thang vậy thì người ta muốn tìm cái phần trung ương của dây thần kinh lang thang á, thì ta biết rằng dây thần kinh lang thang là dây thần kinh sọ. Mà dây thần kinh sọ là phần ngoại biên của não bộ. Vậy thì muốn tìm cái nhân chính của dây thần kinh sọ này á, là người ta phải tìm trong não bộ. Mà chính ra nó nằm ở hàng não. Bạn hiểu không? Cũng giống như nếu các bạn thấy người ta bị liệt tê hay là mất cảm giác một ngón lưỡi trong, một ngón lưỡi trong của bàn tay ở cả hai mặt luôn, mặt mu tay và mặt gan tay,
nếu người ta phát hiện người ta bị tê 1.5 có nghĩa là người ta mất đúng cảm giác 1.5 hiểu 1.5 không nè 1.5 nè tượng bàn tay tại vì em đẹp ha 1.5 1.5 bên trong có nghĩa là phần trụ á nếu người ta mất cảm giác 1.5 này nè 1.5 này đây mất cảm giác ở cả hai mặt nha có nghĩa là ở mặt gan tay người ta mất cảm giác mặt mu tay mất cảm giác mà mất cảm giác đúng 1.5 thôi nghĩa là cái ngón đeo nhẫn này nghĩa là 1.5 ở ngoài này ta vẫn còn cảm giác thì nếu như người ta mất một cảm giác 1.5 ở cả hai mặt thì người ta hiểu rằng nó do dây thần kinh gai chi phối tại kinh gai chi phối cho ngón tay này mà cảm giác 1.5 ngoài này này ở cả hai mặt mặt gan với mặt mu á là thần kinh gai mà thần kinh gai này là nó xuất phát từ phần trung ương là tủy gai thì người ta muốn coi cái tổ ương tủy gai số mấy thì sau này lát các bạn học có bài á thì 1.5 này này nguyên tắc các bàn tay này nó có ba phần 1.5 1.5 C6 C7 C8 thì nếu như bệnh nhân người ta bị tê 1.5 ở phía bên trong này mà ở cả hai mặt thì người ta biết rằng trung ương tổn thương chính là tủy gai C6 có hiểu không hiểu nói em chứ không phải là tổn thương ở cái bàn tay đi lo tìm tổn thương trên não không phải hiểu không à khi hay là bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng ấy có nhiều người cứ lo chăm chăm điều trị dạ dày tá tràng nhưng các bạn không biết được là nó do một trong nguyên nhân gây loét dạ dày tá tràng là do stress mà stress là do cái đám rối thần kinh lang thang này thì khi đó phải cắt dây thần kinh lang thang trên não ấy còn trường hợp là cắt nhánh thần kinh lang thang thì nó sẽ không gây stress nữa và nó không gây loét dạ dày tá tràng nó làm biện pháp ngày xưa thôi bây giờ thì nó bớt rồi nó không làm cái này nữa ta đã hiểu rồi rồi đó là cách phân chia thứ nhất đó là phân chia về hệ kinh trung ương và hệ kinh ngoại biên thế hệ kinh trung ương viết tắt tên tiếng Anh là chữ gì à CNS ngoại biên cái gì à VNS chữ C này là central chữ này là peripheral cái thứ hai nữa là mặt phân chia về mặt sinh lý thì người ta chia hệ thần kinh ra làm hai phần thứ nhất là hệ thần kinh động vật hay còn gọi là hệ thần kinh thân thể là điều khiển hoạt động cơ xương khớp ở đây cơ đây là cơ vân đây cơ vân đó là hệ thần kinh động vật hệ kinh thứ hai hay còn gọi là hệ thần kinh thực vật hệ kinh thực vật thì có nơi nó gọi là còn gọi là hệ thần kinh tự chủ gồm có hệ giao cảm và hệ đối giao cảm thì hệ thần kinh động vật hay hệ thần kinh thân thể nó có tên nó có tên tiếng Anh nhưng mà hệ thần kinh thực vật á thì tên tiếng Anh của nó đặt cho cái tên cùng với hệ thần kinh tự chủ đó chính là ANS chữ A là automatic ấy, là tự động ấy đó là hệ thần kinh tự chủ cho nên về mặt phân chia giải phẫu học thì về mặt phân chia hệ thần kinh thì các bạn thấy rằng trong sách nó có ba cái chữ giống vậy CNS, BNS và ANS được chưa vậy thì ANS là hệ thần kinh thực vật hệ thần kinh tự chủ và hệ thần kinh thực vật hay hệ thần kinh tự chủ là hệ thần kinh nó điều khiển gì vận động có nghĩa là không có cảm giác thứ nhất là vận động cho gì vận động cho cơ cơ gì cơ trơn cơ tim và các tuyến có nghĩa là nó không có vận động cho cơ vân thí dụ như mỗi câu hỏi thi người ta hỏi như thế này hệ thần kinh thực vật thực hiện động tác nào sau đây hay là hệ thần kinh tự chủ thực hiện động tác nào sau đây thứ nhất co cơ nhị đầu a co cơ nhị đầu B. Duỗi cơ tam đầu C. Co cơ tứ đầu cái đùi á và D. Co cơ tim các bạn chọn đáp án nào à, đó. Đó là chức năng của hệ thần kinh tự chủ tại vì cơ tam đầu, cơ tứ đầu và cơ nhị đầu hầu hết đó chính là cơ vân mà cơ vân thì chịu sự chi phối của hệ thần kinh động vật hay hệ thần kinh thân thể hồi nãy có hỏi một số bạn các bạn nhớ cái câu này bạn qua mới học này đó là về mặt phôi thai học thì hệ thần kinh được phát triển từ lá phôi ngoài hay còn gọi là ngoại quy thì ngoại quy bình thường nằm đây đầu tiên gấp phôi sau đó nó sẽ ra cuốn lại để nó tạo thành cái ống đó được gọi là ống thần kinh rồi hai cái hình này thì các bạn coi cho biết để đề phòng một số bạn nói là các bạn học y cho nên phải học tiếng Anh cho nên chiếu tiếng Anh cho các bạn biết không? Còn nói những bạn nào không thích thì đọc tiếng Việt đây tiếng Việt này.
cho mấy bạn nó đọc cái này. Không có lần bị rồi, ở sinh viên khoa y thì chưa gặp chứ sinh viên y phòng học bị rồi. Cho đề thi xong sinh viên thi rớt, gửi đơn phúc khảo ghi như thế này: thưa thầy, phúc khảo cho em với lý do trình độ em như thế này, thầy cho đề như vậy, em không tin em rớt. Phúc khảo và cuối cùng hạ xuống một điểm, 4 và 3. Trình độ người ta vậy hả? Rồi không, nói chung là khoa y thì nó hiền hơn, chưa thấy bao giờ phúc khảo cho mình cả. Chứ với bạn thật thì phúc khảo hay lắm, có nhiều bạn phúc khảo hay. Cái bạn mà trình độ mình như vậy mà thầy cho rớt á là bạn đó học sinh viên y nha. Còn có một bạn phúc khảo là cử nhân điều dưỡng, phúc khảo như thế này: đơn phúc khảo, à, nhờ thầy coi lại bài của em với lý do em thi được 7 điểm. Nghĩa là thi 7 điểm rồi đó, nhưng mà vẫn xin phúc khảo. Lý do em làm giống bài bên cạnh, bài bạn em 9 điểm, sau em 7 điểm. Được. Đó, cuối cùng treo hai thằng lên, hủy kết quả, thi lại. Rồi cái lệ là trao đổi bài. Đơn giản. Vậy ở dưới có 10 giáo làm cái đơn như thế. Thì lại thì chưa biết, nhưng mà hai đứa mà thì lại. Rồi không biết nhỏ kia về nó có bỏ bạn không thì không biết. Rồi thì nhắc lại, thì thứ nhất là hệ thần kinh này, phân chia đây là phân chia về mặt giải phẫu thôi nha. Thứ nhất là hệ thần kinh thứ gồm hệ thần kinh trung ương, với tắt là CNS, gồm có tủy gai và não bộ. Để thực hiện chức năng thể hiện bên ngoài, đó là hệ thần kinh ngoại biên, là đưa ra đáp ứng. Nó có hai loại đáp ứng, đó là chức năng cảm giác và chức năng vận động. Đường cảm giác là đường hướng tâm, có nghĩa là dẫn truyền xung động cảm giác từ ngoài đi vô. Thí dụ như hai bạn đang ngồi đây này, đấy, hai bạn nam nữ đang ngồi đây đấy, thằng này nó buồn buồn, nó ngồi nó ngắt nhỏ này cái đấy, nó quay qua nó ngắt nhỏ này cái, nó ngắt nhỏ này cái thì vùng cảm giác da ở ngay chỗ bị ngắt ấy, nó sẽ phát ra một cái xung động thần kinh. Cái xung động thần kinh đó nó sẽ truyền từ ngoài da này, nó truyền thẳng lên trên não, đấy là nơi trung ương hết. Thì cái đường dẫn truyền từ ngoài đi lên trên não được gọi là đường hướng tâm. Hướng tâm là hướng vào trong não. Ở não nó mới xử lý cái thông tin đó đó để nó giải mã. Từ cái xử lý thông tin nó ra, nó mới đưa một cái luồng tử trên não đi ra ngoài ngay chỗ bàn tay của con nhỏ này. Đó, đưa bàn tay nhỏ này. Đấy. Đưa bàn tay nhỏ này. Đấy. Thì đưa cái xung động kinh ra ngoài, thì đưa ra ngoài để đặt ra bàn tay, để bắt đầu bàn tay thực hiện động tác này. Thì để thực hiện động tác được thì đưa ra ngoài, thì cái luồng đó là luồng lý tâm, đó là dẫn truyền chức năng vận động. Thì bây giờ ở trên não, quan trọng trên não xử lý như thế nào thôi. Ví dụ trên não xử lý, à, nhắc cái xử lý nhìn qua, à, bạn trai mình mà, thì nó lấy cái bàn tay nó phủi phê. À, hay là còn vậy này, còn vậy này, hay, lấy tay ngắt thêm miếng nữa cho đã. Thế còn nhưng mà nếu mà xử lý, à, thằng nãy quái vô duyên đâu đây, thì nó quay qua tay cho cái bớt. À, đấy, thì đó là chức năng xử lý, được chưa? Thì lưu ý là nó có lại chức năng cảm giác và chức năng vận động. Và cảm giác và vận động thì nó đều có hai chức năng chính, đó là cảm giác cho tạng và vận động, là cảm giác tạng, vận động tạng và cảm giác thân thể và vận động thân thể, đúng không ạ? À? Hồi nãy mình đâu là vận động chỗ hệ cơ xương hết, đúng không ạ? À? À, rồi vận động tạng và cảm giác tạng. Thì lưu ý rằng cảm giác thì nó có cảm giác tạng, cảm giác thân thể, vận động thì có vận động tạng và vận động thân thể. Tuy nhiên chỉ có phần vận động tạng mới có sự xuất hiện chi phối của hệ thần kinh tự chủ. Nhớ dụng này, vận động thân thể không có, cảm giác tạng, cảm giác thể không có, chỉ có phần vận động tạng thì mới xuất hiện của hệ thần kinh tự chủ. Cho nên hệ thần kinh tự chủ mặc dù được phân chia về mặt sinh lý, tuy nhiên do nó có thực hiện chức năng duy nhất ở vận động tạng, nó vẫn được xếp vô trong hệ thần kinh trung ương ngoại kinh ngoại biên theo dạng giải phẫu học. Đúng không? Rồi. Hiểu đây không? Hiểu không? Đây, đây là so sánh này. So sánh giữa hệ thần kinh tự chủ và hệ thần kinh thân thể. Thì các bạn thấy á, ở hệ thần kinh tự chủ này, đây tự chủ này, thân thể này, thì lát nữa mình học mình sẽ biết. Tuy nhiên cái mà người ta thấy rõ ràng nhất ở hai cái này nó khác nhau cái chỗ thôi. Cái nào nó cũng có cái tế bào thần kinh, nó cũng có sợi trục, nó cũng có sợi tiếp cấp sinam để đưa ra đáp ứng, nó cũng có chất dẫn truyền thần kinh. Ví dụ như chất dẫn truyền thần kinh của hệ thần kinh thân thể đó là acetylcholine,
Còn chất dẫn truyền thần kinh của hệ thần kinh tự chủ thì gồm hai phần giao cảm và đối giao cảm, đó là norepinephrine và acetylcholine. Tuy nhiên ở trong hệ thần kinh thực vật và hệ thần kinh thân thể nó khác nhau, của chỗ là nó có cái này nè, đây nó có, đó là nó có vai trò của cái hạch thần kinh giao cảm. Được chưa? Khi có hạch thần kinh giao cảm thì chắc chắn cái phần nào, cái dây thần kinh nào nó chui vô hạch thần kinh giao cảm thì cái dây thần kinh đó chắc chắn là thuộc hệ thần kinh tự chủ. Được chưa? Cho nên khi nói tới hệ thần kinh giao cảm thì bắt buộc phải nói tới cái hạch, và cái hạch này nó khác nhau. Hạch giao cảm và hạch đối giao cảm nó nằm ở vị trí hoàn toàn khác nhau. Lát mình sẽ biết. Cái này thì các bạn biết rồi, này biết rồi. Đó là cái gì? Ở đầu tiên á thì đó là tấm thần kinh. Tấm thần kinh nó sẽ cuộn tròn lại ở lá phôi ngoài, nó tạo thành ống thần kinh từ ngoại bì. Cái ống thần kinh này đầu tiên nó dài giống vậy này, nó dài như vậy. Trong quá trình bắt đầu phát triển thì ống thần kinh nó tạo ra ba cái bọng não trước, bọng não giữa và bọng não sau. Nó tạo thành ba khúc liên xúc xích vậy. Rồi từ ba cái bọng não này nó sẽ phát triển thành các phần của hệ thần kinh. Thì các bạn nhớ dùng ba cái hàng này. Bọng não trước thì nó sẽ phát triển thành gian não, đan não, não thất bên và não thất ba. Bọng não giữa thì nó sẽ phát triển thành trung não và cống não. Bọng não sau sẽ phát triển thành cầu não, hành não và não thất bốn. Thất bốn. Được chưa? Bọng não sau nó còn phát triển một phần thành tiểu não nữa, đúng rồi. Đây, cái hình này này thì bắt đầu từ tuần lễ thứ năm của thai kỳ, từ tuần lễ thứ năm của thai kỳ này thì bắt đầu ba cái bọng não này nó hình thành rõ ràng. Và từ tuần lễ thứ năm này ba bọng não bắt đầu phát triển rõ ràng và nó sẽ bắt đầu phình ra. Thì thấy rằng trong ba cái bọng não này nó phình không đều nhau, nó có bọng não trước, bọng não giữa, bọng não sau, nhưng mà tốc độ phình giãn nở nó không đều nhau. Theo các bạn nhìn cái hình này, bọng não nào phình to nhất? À, bọng não trước. Bọng não nào phình ít nhất? Bọng não giữa. Bọng não giữa nó sẽ phình ít nhất. Chứ thực chất là cái bọng não trước nó phát triển to nhất, và chính vì vậy cái bán cầu đại não nó to nhất. Cho nên mình có bán cầu đại não to này. Đấy. Tới tuần lễ thứ 28 của thai kỳ, 26 tới 28 của thai kỳ thì coi như ba cái bọng não này nó đã định hình rồi. Nó định hình rồi. Bây giờ nó chỉ phát triển về mặt hình thể bên trong thôi, chứ bên ngoài nó định hình. Khi bắt đầu sinh ra, khi đứa trẻ sinh ra này, thì nếu như so với tuổi trưởng thành á, so với tuổi trưởng thành thì trọng lượng đứa trẻ mới sinh ra, trọng lượng khối nặng não và khối lượng cũng như là cái chất lượng cũng như là các cái vật chất cấu thành bộ não á của đứa trẻ nó chỉ chiếm khoảng 25 trọng lượng não người lớn. Đây, tới 2 tuổi này nó cũng chỉ mới có 80% não của người lớn, có nghĩa là nó chưa phát triển hết. Chỉ tới giai đoạn 6 tuổi thì coi như não đứa trẻ về mặt giải phẫu và chức năng coi như hoàn chỉnh. Và từ 6 tuổi trở lên là chỉ có khả năng thoái hóa rồi, chứ không có phát triển được nữa. Hiểu đây không à? Hiểu đây không? Hiểu không? Hiểu. Thế biết cái hình này là gì không? Đây đứa trẻ nè, cái đầu đây nè, cái mình nè, cái chân nè. Đây là người bố nè, nó nằm đè lên rồi. Thấy cái hình này không? Thấy đứa trẻ không? Đấy, nó đang mắc cỡ, nó đang nhìn vô cái vết ố trên giường nè. Nghĩa là gì? Hai cái hình này nghĩa là gì? Hai cái hình này nó có ý nghĩa rằng đứa trẻ chỉ khi nào tới 6 tuổi thì bộ não mới coi như là hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh. Còn trước 6 tuổi thì bộ não chưa hoàn chỉnh về mặt chức năng, về mặt giải phẫu. Chính vì bộ não chưa hoàn chỉnh cho nên trong bộ não nó sẽ phát ra những cái xung động thần kinh bất thường. Bất thường. Và những cái xung động thần kinh nó dẫn đến trẻ là mất kiểm soát. Cho nên như vậy, đứa trẻ nó ngủ mà nó say là chuyện bình thường. Người lớn ngủ say là bất thường. Đây, đứa trẻ đầu tiên nó nằm với ba nó nằm thẳng nè. Thế là trong đêm nó say vô cùng. Có nhiều đứa nó say 360 độ, say vòng như cái ông trống trống vậy. Tại vì não nó chưa có ổn định. Trong quá trình nó ngủ thì xung động thần kinh nó sẽ phát triển liên tục, nó phóng liên tục, cho nên đứa trẻ nó say, nó mất định hướng say. Cho nên cái chuyện thứ hai là gì? Chính vì nó không kiểm soát được cho nên mấy cơ, đặc biệt là cơ vòng đó, nó không ổn, cho nên nó mới có hiện tượng như thế này. Sáng ngủ dậy mình như đi tắm nha. Đấy. Và tình trạng này sẽ là sinh lý nếu như xuất hiện ở trẻ dưới 6 tuổi. Nhưng từ 6 tuổi trở lên
16 tuổi trở lên nếu xuất hiện mấy tình trạng này được gọi là bệnh lý. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chính vì vậy người ta mới giải thích cái chuyện á là những đứa trẻ ở tuổi nhỏ tại sao sốt cao thường co giật là do cái này nè. Bộ não nó chưa phát triển mà nó sẽ có những lộn xộn tiềm ẩn, cho nên khi nó sốt cao thì nó sẽ gây rối loạn cơ thể, trong đó rối loạn bộ não, và nó gây ra những triệu chứng co giật. Và người ta sợ nhất là khi nó co giật nó khả năng nó tổn thương vĩnh viễn một vùng nào của não, thì tới khi 6 tuổi cái vùng vĩnh viễn nó nằm lại trên não thì nó sẽ mất một số chức năng khi trong quá trình nó thực hiện động tác sau này. Hiểu không? Hiểu này không? Các bạn hiểu này không rồi? Cho nên từ nhỏ tới 6 tuổi các bạn gặp một đứa mà nó tè dầm thì không được nói nó mắc bệnh tè dầm nha. Tại vì đó là sinh lý. Sau 6 tuổi thì mới được gọi. À, thế bây giờ một số khái niệm cơ bản của hệ thần kinh. Thì thấy rằng cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh thì gọi là tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh. À, tế bào thần kinh. Thế giờ các bạn nói tôi nghe là theo sự am hiểu của bạn, tế bào thần kinh nó hình gì? Hình gì? Các bạn có bao nhiêu tế bào thần kinh? 100 tỷ hả? Nhiều vậy. Tế bào thần kinh tiếng Anh gọi là nơi gì? Nơi gì? Nơi đó. Cho những đứa bốc khác đây. À, neuron. À, neuron. Thế mà thần kinh nó có cái gì? Vậy mà cấu tạo cơ bản á, nó gồm có cái gì? Một tế bào thần kinh á, thì người ta mô tả cái này, tế bào thần kinh là tế bào hình sao. À, tế bào hình sao. Thì nó bao giờ nó có ba thành phần. Thứ nhất là một cái thân. Thân. Trong cái thân này nó sẽ có cái nhân. Rồi neuron có cái gì? Xung quanh thân á, thì nó có những cái sợi. Đấy, như sợi tóc vậy. Đấy. Sợi này nó ngắn thôi, nhỏ nhưng mà số lượng nhiều, nó gọi là sợi nhánh. Và nó một cái sợi rất dài, nó được gọi là sợi trục. Sợi trục. Được chưa? Tế bào thần kinh bao giờ nó cũng đặc điểm như vậy. Đấy. Như tế bào thần kinh nó cũng có một cái thân. Đấy. Trong cái thân này nó có cái nhân, nó có sợi nhánh và sợi trục. Sợi trục. Rồi. Thế các bạn trả lời tôi nghe, cái nhân để làm gì? Cái nhân của tế bào để làm gì? Cái nhân á, hồi xưa mình học á, mình học lớp 12 á, ở đây có ai học hòm lớp 12 không? À, nó có cái nhân, để nhân để làm gì? Nhân của tế bào làm gì? Phân chia để làm gì nữa? Để làm gì? Cái nhân của tế bào thường, nếu như tế bào mà nó có nhân á, thì tế bào đó nó sẽ phân chia để nó sinh sản, nó tạo ra cái tế bào mới. Có nhớ không? Nếu ngày xưa từ một tế bào cho nó phân chia hai cái, ba cái, hai cái, bốn cái, 16 cái đó thì có phân chia. Tuy nhiên người ta thấy ở tế bào thần kinh dù nó có cái nhân nhưng nó không sinh ra một tế bào mới được. Thì cái nhân này để làm gì? Nó không sinh được thì nhân này làm gì? Chỉ ra được cái nhân. Tại vì trong cái nhân nó chứa nhiều thể mà. Mà xưa mình học đó, thì cái nhân này nó chứa cái gì trong đó? Và cái nhân của tế bào thần kinh thì do không sinh sản được. Tại sao? Do ở đây nó đã phân chia tới giai đoạn là nó không phân chia được nữa. Thì cái nhân tế bào thần kinh nó chỉ có chuyện duy nhất thôi là nó tạo ra mấy cái sợi này. Có nghĩa là nó kéo dài sợi trục hoặc sợi nhân, chứ không tạo ra một tế bào mới. Tạo ra mới. Cho nên chính vì vậy các bạn gặp người mà bị tai biến đó, có nghĩa là người ta bị mất đi một số tế bào thần kinh. Thì dù người ta có tập luyện cỡ nào đi nữa thì người ta chỉ hồi phục được 80-90%. Nếu như người ta bị chết tế bào nha, chứ tôi không nói tế bào bị mất máu nha. Nếu như người ta ở cái vùng mà tranh sáng tranh tối, đúng không? Tim mạch chứ. Rồi cái tim nó có vùng gọi là tranh sáng tranh tối 6 giờ đó. Thì nếu như cái vùng mà tranh sáng tranh tối là cái vùng mà còn chỉ là mới thiếu máu thôi, các bạn hồi phục cấp máu lại nó sống lại được thì thôi. Còn đã hoại tử rồi, thì nếu như tế bào kinh nó đã mất đi rồi, mất một tế bào kinh rồi, thì ví dụ như người ta có 10 tế bào, người ta mất đi một tế bào rồi, còn 9 tế bào còn lại thì cái nhân của tế bào thần kinh nó sẽ tạo ra cái sợi trục, sợi nhánh để nó nối lại với nhau. Tuy nhiên nó không bao giờ nó sẽ thực hiện động tác hoàn chỉnh như lúc có 10 tế bào. Hiểu không? Hiểu chưa này không? Rồi, đó là chuyện thứ nhất. Thế giờ câu hỏi đặt ra, thằng nhiều cái tế bào thần kinh hơn, thằng đó thông minh hơn, đúng không? Trời.
thì ông bỏ không buồn dữ thiệt, đúng không? Bây giờ nhiều cái thằng này hơn nè. Giờ nãy giống như giờ nói như này, hồi nãy các bạn nói các bạn có nhiêu tỷ rồi còn kinh, còn 100 tỷ hả? Giờ ông móc hết á, mấy tỷ không biết, không biết, cái này học mô học biết chứ, có học đếm cái bằng kinh đâu. Vì 100 tỷ, ví dụ giờ các bạn có khoảng 2 tỷ tế bào thần kinh đi, thấy người có 2 tỷ với người có 2 tỷ mốt, người 2 tỷ mốt thông minh hơn, đúng không? Đúng không? Ví dụ hỏi hai thằng nào giàu hơn, dựa vào gì biết nó giàu hơn? Nói nhiều tiêu hướng giàu hơn. Thế giờ hai thằng thông minh này, giờ nào thông minh hơn nói nhiều tế bào thần kinh hơn, đúng không? Về mặt nguyên tắc là đúng, không sai, đúng, đúng, đúng nha, chỉ đó là đúng. Tuy nhiên nó vẫn có trường hợp ngoại lệ. Các bạn biết cái người mà tạo ra cái bóng đèn điện tên gì không? Ông Thomas Edison, ông tạo ra hai cái phát minh vĩ đại con người, đó là một là ông tạo ra bóng đèn điện, hai là ông tạo ra cái máy hơi nước đó. Cái tàu hơi nước đấy, cái tàu lửa đấy, cái tàu thủy. Và ông là một trong những người giảm dân số đầu tiên trên thế giới. Ông là một nhà vật lý thôi, nhưng mà ông có liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe trong cái sự sinh sản. Nghe là tỷ lệ sinh trước đó là đang cao vậy nè, từ khi ông phát minh ra bóng đèn điện, tỷ lệ sinh nó giảm xuống và nó trở về bình thường. Tại vì ta thấy như thế này, là trước khi ông tạo ra bóng đèn điện, 6 giờ thì người ta đóng đèn, ta đi ngủ, đóng cửa ta đi ngủ. Sau đi ngủ xong thì 9 tháng sau lại dân số tăng lên. Còn khi mà tạo ra bóng đèn điện thì 6 giờ người ta bắt đầu đổ ra đường người ta chơi, cho nên tỷ lệ sinh giảm xuống. Đấy, cho nên cái ông đó các bạn phải biết. Thì Thomas Edison ấy, ông là một nhà thiên tài. Mà ngày xưa cái người thiên tài thì bao giờ chết đi phải chịu cái cảnh đó là cắt não. Người ta nói là nghĩ đơn giản thôi, người ta bây giờ người ta nghiên cứu làm sao mà thông minh được người ta bằng cách là gì? Lấy bộ não cắt lát càng nhiều lát, đem những hình quang soi kính điển vi, phân tích hóa học, coi cái não này ông thiên tài này khác gì với người ta. Cho nên các bạn biết rằng bộ não Einstein được cắt ra khoảng 4,000 lát và hiện giờ lưu lạc trên toàn thế giới. Gia đình ổng chỉ nhận được có khoảng có 1,000 mấy lát rồi, còn lại nằm đâu biết không? Đấy là đi chuyện ly kỳ về bộ não Einstein. Nếu các bạn rảnh, các bạn lên trên mạng đọc cái đó. Vậy thì Thomas Edison ổng chết do ổng là thiên tài, cho nên ổng phải bị chịu cảnh cắt não. Và khi người ta bổ não Thomas Edison ra, người ta mới thấy Thomas Edison chấp những người còn lại một nửa bán cầu. Có nghĩa là ổng có 2 bán cầu, nhưng đã một nửa bán cầu ổng đã chết rồi, mà ổng vẫn sống bình thường, và ổng vẫn suy nghĩ được bóng đèn điện với lại cái máy hơi nước. Có nghĩa là hay như vậy, cái là ông chấp mình nửa bán cầu, có nghĩa là ông chấp bạn một nửa số lượng tế bào thần kinh. Đấy. Vậy bây giờ nếu như tế bào thần kinh nó không phải là quyết định thông minh, vậy do gì thông minh? Do gì? Đây, tiếp tục nè, người ta thấy rằng ở trên sợi trục của tế bào thần kinh ấy, nó sẽ có hai loại sợi trục thứ nhất là cái sợi trục mà nó phẳng về, bây giờ cái sợi trục thứ hai là cái sợi trục mà nó sẽ có dạng giống vậy. Đấy, sợi trục thứ nhất là nó trần trụi, nó gọi là sợi trần tế bào sinh lý. Sợi thứ hai là sợi mà nó mặc đồ này, không, sợi này nó được gọi là sợi có bao, và cái bao này nó được gọi là bao myelin. Và cái bao myelin này nó có ý nghĩa như thế nào? Cái bao myelin này nó có ý nghĩa như này: nếu như không có bao myelin á, thì cái xung động thần kinh nó đi từ đây này, nó đi từ điểm A tới điểm B, nó phải đi từ đây, nó đi qua nhiều chặng. Còn nếu như nó có bao myelin thì xung động thần kinh đang từ điểm A, nó nhảy một phát một qua điểm B, có nghĩa là nó sẽ đi nhanh hơn. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn nè, thằng có nhiều bao myelin thì nó thông minh hơn thằng không có bao, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thì có nghĩa là thay vì nó đi chậm vậy, đi nhanh hơn là thông minh hơn, đúng không? Cái này là đúng nha, cái này là đúng. Điển hình thôi, hai bạn ngồi dưới gốc cây, trái táo rớt xuống đầu, thằng nghĩ bình thường cầm trái táo lên ăn, nhưng mà thằng nó nghĩ nhanh hơn, nó lốt qua cơn đói, nó sẽ nghĩ tại sao trái táo rớt xuống, và nó tìm ra định lực.
đó chính là Isaac Newton ấy. Đấy, thấy chưa? Tại sao nó xử lý thông tin nhanh hơn? Xử lý thông tin nhanh hơn cho nên sẽ thông minh hơn. Thông tin nó đi được nhiều chặng hơn thì nó thông minh hơn. Được chưa? Đấy. Có biết cái bài toán vừa rồi gây tranh cãi không? Bài toán lớp 3 đấy. Bài toán lớp 3 đưa báo đăng nha, tôi không biết có gặp Ngô Bảo Châu không biết, mà nói Ngô Bảo Châu bó tay. Mà mấy đứa sinh viên nó giải bình thường, chính nó giải bình thường. Tại nó nghĩ rất đơn giản. À, nó nghĩ rất đơn giản, cô dạy cộng trừ nhân chia sao nó dạy ra bình thường. Con tuổi nhà nó học lớp, không phải cháu tuổi nhà học lớp 3 nó giải bình thường. À, đơn giản bài sẽ bảo qua buổi sau công bố trên mạng, con anh nào lớp 5 ở Hải Dương công bố bài toán đáp án. Rồi, vậy nhắc lại, thì đối với cái sợi mà nó có nhiều myelin, có 3 myelin thì tốc độ dẫn truyền nhanh hơn so với sợi không có myelin. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái chuyện thứ hai đó là gì? Đây là một cái tế bào thần kinh này, đây là một tế bào thần kinh, đây là cái nhân này, đây là cái thân, đây là các sợi nhánh và sợi trục. Thì giữa sợi nhánh với sợi trục của tế bào thần kinh này, các bạn học môn học ngoại quyến có nhiều loại tế bào thần kinh đúng không? Có 7 loại đúng không? Mấy loại? Ủa tôi đến có sai này. Nó có 14 loại nữa. Không biết. Các bạn giỏi hơn các vậy. Rồi, vậy đây là một cái tế bào thần kinh này này, nó sẽ tiếp khớp với một cái tế bào thần kinh khác. Và chỗ tiếp khớp của tế bào thần kinh này nó đã đảm bảo cho luồng thông tin đi được. Và chỗ tiếp khớp của tế bào thần kinh này là tiếp khớp chỗ nào? Tiếp khớp giữa chỗ nào? Sợi nào với sợi nào? Sợi nào? Sợi trục với sợi trục hả? Sợi trục với sợi trục hả? Thường á, nó sẽ tiếp khớp như này nè. Có nghĩa là sợi trục của tế bào thần kinh này nó sẽ tiếp khớp với sợi nhánh của tế bào thần kinh kia. Đó là thường nha. Và cái chỗ tiếp khớp này đặt cho cái tên gọi là sináp. Sináp được hiểu như là cái cầu nối giữa hai tế bào thần kinh. Vậy quan trọng nếu như xung động thần kinh mà nó đi qua cầu này càng nhanh thì xung động thần kinh chuyển tải càng nhanh thì người đó càng thông minh hơn, đúng không? Đúng không? Đúng. Vậy thì quan trọng là ở giữa chỗ này này, cái gì làm cho nó đi nhanh hơn? Vậy gì có chỗ này này, cái gì làm cho nó đi nhanh hơn? Thì người ta thấy rằng ở giữa cái sináp này này nó có một cái chất. Cái chất đó nó đóng vai trò là sẽ làm cho cái chất, cái đường chuyển động thần kinh nhanh hơn. Đó là chất dẫn truyền thần kinh. Chất dẫn truyền thần kinh. Vậy chất dẫn truyền thần kinh nó nằm ở trong cái sináp này nè. Nó sẽ góp phần cái trạng là gì? Nếu như chất dẫn truyền thần kinh mà nó nhiều, mà nó tốt thì nó sẽ làm cho xung động thần kinh truyền nhanh hơn. Được chưa? Rồi. Đây, đây là một cái sináp nè. Đây là hình ảnh minh họa đơn giản một cái sináp. Đó là sợi trục của tế bào thần kinh này sẽ tiếp khớp với phần nhánh của tế bào thần kinh kia. Và giữa sináp này nó có các chất gọi là chất dẫn truyền thần kinh. Hai chất dẫn truyền kinh. Đây, chất dẫn truyền kinh. Được chưa? Để đây không à? Rồi. Rồi, đây nha, nhớ nha. Rồi, vậy bây giờ về một đường dẫn truyền thần kinh, có nghĩa là một đường dẫn truyền thần kinh thì bao giờ nó có hai loại đường dẫn truyền kinh. Đường dẫn truyền thần kinh đơn giản, đơn giản, và đường dẫn truyền thần kinh phức tạp. Đường dẫn truyền thần kinh đơn giản và đường dẫn truyền thần kinh phức tạp. Một đường dẫn truyền thần kinh đơn giản thì bao giờ nó cũng gồm có 3 cái neuron. 3 neuron. Thứ nhất là một neuron cảm giác. Thứ hai là một neuron vận động. Và thứ ba là một cái chặng neuron chính giữa để xử lý. Được chưa? Được chưa? Hiểu đơn giản là như thế này. Ở nhà ngày xưa, lúc mà các bạn thời trẻ trâu, có chơi cái trò này không? Không biết nha. Chứ con tôi ở nhà 2 tuổi rưỡi nó chơi cái trò này. Con hàng lần nó đang chạy này, làm bò. Thế nó lấy cái chân nó đạp cái đuôi. Con làm nó hoảng sợ mà, nó vẫn tiếp tục, nó bò. Mà cái đuôi đang bị giữ lại thì cảnh gì xảy ra? Thằng lằn đứt đuôi. Khi đứt đuôi xong rồi, con tụi thấy con lằn nó bò rồi thì nó chạy theo con thằng lằn. Thế là nhìn lại cái đuôi, nó thấy cái đuôi ngoe ngoải. Nó mới hỏi how the day đu ra. Không, nó không hỏi gì đâu, nó hỏi là sao vậy ha. Nó không hỏi thông minh nhíu độ gì đâu. Không phải như trên phim mà nói hoa đi con, cuối cùng nó phong lan không có đâu. Đấy, thì nó hỏi là tại sao như vậy. Thế hả các bạn, tại sao như vậy? Nó hỏi bạn, nó hỏi tôi ấy, thì tôi hỏi bạn nè, tại sao nó nghe được vậy? Mặc dù cái con hàng lặng nó bò đi rồi, còn cái đuôi vậy. Tại sao? Tại sao?
Tại vì ở cái phần đuôi thằng lằn nó đảm bảo được một cung phản xạ đơn giản. Ây da, đơn giản là gì? Thứ nhất là ở chính giữa đuôi thằng lằn nó có cột sống. Và trong cột sống nó sẽ có cái tỉ gai. Vậy nó có trung ương không? Có. Xung quanh cái đuôi nó có những dây thần kinh để vận động cho cái đuôi điều khiển không? Vậy nó có ngoại biên không? Có. Vậy ở xung quanh cái đuôi thằng lằn nó có phần cảm giác. Cảm giác là cảm giác đau mà. Cảm giác sợ mà nó sẽ truyền xuống đoạn thần kinh vô trong tỉ gai là phần trung ương xử lý, đưa ra đáp ứng bên ngoài vận động cho cái đuôi của em ngoại. Đó là một cung phản xạ đơn giản. Đây một cung phản xạ đơn giản ở người bình thường nè. Khi các bạn lấy ngón tay đưa vào ngọn lửa, đưa vào ngọn lửa, ngón tay đưa vào ngọn lửa, thì ở ngón tay bắt đầu nó cảm giác nóng, đúng không? Cảm giác nóng. Thì cảm giác nóng này cũng là cảm giác này nó sẽ truyền lên trên não. Hay đơn giản thôi, nó chưa truyền não, nó truyền vào trong cái tỉ gai, trong tỉ gai nó xử lý. À, cảm giác nóng đó ra hiệu lệnh rút tay lại, nó phát xung động thần kinh ra bên ngoài, dùng mấy cơ co tay lại. Đó là một cung phản xạ đơn giản, nó có ba cái đó rồi, được không? Hiểu đây không? Hiểu. Thế sao là có đuôi thằng lằn nó co hồi lát nó đứng lại, nó hết cơ, nó co đang nang mày nè, lát hồi đứng lại. Tại sao? Hết sợ. Nó sợ cái mình nó đi chỗ khác rồi mà nó hết sợ. Sao nó dừng lại? Tại sao? Tại vì đơn giản thôi, nó hết năng lượng. Hay hiểu đơn giản là nó hết máu. Nếu lúc đó các bạn nhỏ máu thằng lằn vô thì tiếp tục nó ngoài ngoại đi. Thì đơn giản thôi, lúc đó tỉ gai nó không còn được cấp máu bởi hệ tim mạch của con thằng lằn nữa, cho nên nó không có máu tới tỉ gai, cho nên nó hết mất năng lượng. Rồi, thế giờ nếu như nói chuyện đấy, các bạn trả lời tôi, nếu bây giờ mình làm ảo thuật, đang vào cắt ngang cái người ra, cắt ngang này, cắt ngang này, tới giờ hai cái chân không có đi được. Này, giờ cắt ngang người đó nè, cắt ngang đó, giờ hai bạn, hai cái chân này nó có đi được không? Được không? Sao không? Nó cũng có tỉ gai. Các bạn nói mà cắt ra nó có tỉ không? Có tỉ gai, có trung ương không? Có. Nó có dây thần kinh, từ đám đó thần kinh thắt lưng cùng cục, chi phối với chi dưới, vận động và cảm giác. Vậy thì nó có ngoại biên chứ. Tại sao nó không đi được? Tại sao nó không đi được? Hỏi câu này, tại sao nó không đi được? Tại sao nó không đi được? Thì cái đó nó mới khác biệt giữa người với vật. Người ta thấy rằng dù ở hệ thần kinh trung ương mình chia não bộ với chỉ gai, tuy nhiên tất cả xung động thần kinh phải được xử lý ở não bộ. Cho nên con người cái vỏ não nó sẽ phát triển hơn con vật. Chính vì vậy mình không có làm được cái trò cắt ngang người mà hai cái chân đi đi đâu nha. Không có chuyện đó đâu. Cái lần biết cái chuyện đấy. Rồi đó là một cung phản xạ. Thì do cái thời gian các bạn, do cái module này không có yêu cầu các bạn học về các đường phản xạ. Tại vì cái đường phản xạ ở trong cơ thể con người nó không phải đơn giản vậy đâu. Nó không phải là đạp đinh, sau đó cái luồng cảm giác nó truyền vào trong tỉ gai. Ví dụ như ở đây là tỉ thắt lưng, từ tỉ thắt lưng này nó đưa ra phản xạ co cơ nhiệt tứ đầu đùi để nó co cái chân lên. Nó không có đơn giản vậy, nó còn có những cảm giác tạp hơn. Thí dụ như thế này, thí dụ như các bạn có thể trong đêm tối á, các bạn không thấy được cái chai nước này, nhưng các bạn cầm được cái vật này, các bạn cảm giác được nó hình dáng gì, đúng không? Đặc biệt là chỉ các chị phụ nữ cầm hay lắm. Thì tôi nói các bạn, các chị tinh tế hơn, có ai nghĩ gì vậy? Cái cầm nè, cầm là hiểu được là cầm được là cái này nó dài hay nó ngắn, nó tròn hay là nó méo. Cầm được cái cảm giác trong này nó có chứa gì hay không, thì những cái cảm giác phức tạp đó nó bắt buộc truyền lên trên não để xử lý. Truyền lên trên não để xử lý. Và khi nó truyền lên trên não xử lý vậy, nó phải có đường dẫn truyền thần kinh đi lên. Mà do các bạn học ở đây ít, mình không có làm cái này đây, những đường dẫn truyền trên này. Ở dưới sinh viên y Phạm Thạch đó là người ta phải học cái này á, người ta thuộc hết tất cả các đường luôn. Cho nên thường tôi học xong nó cũng thần kinh hết. Đấy, nó phải học hết mấy đường này đấy. Đây, đi từ tỉ gai nè, đi lên trên não nè, đi từ tỉ gai lên trên não. Rất phức tạp. Các bạn hiểu rằng đây là một đường, một cung phản xạ phức tạp. Nó cũng có ba cái neuron, nhưng mà ba neuron nó không có nằm ở tại chỗ nữa, mà nó phải truyền lên trên não. Hiểu đây không ạ? Hiểu đây không? Sau đây các bạn ra trường, các bạn nếu mà học sau đại học á, mình lại gặp nhau thì khi đó mình sẽ học cái này. Rồi, thế bây giờ nói về cái chuyện chất dẫn truyền kinh chỗ này.
Thế giờ chất dẫn truyền thần kinh đó, thì nó có nhiều loại chất đó. Nó có khoảng hai nhóm. Đây, đây, nó có các chất này. À, trong đó quan trọng nhất là mấy thằng này này. Đấy. Thí dụ như thiếu những cái chất này thì nguy cơ người ta sẽ không dẫn truyền được, thì nó sẽ gây ra một số bệnh lý. Thí dụ nè, thiếu GABA này, nó gây ra một số bệnh lý mà mất trí nhớ tuổi già đấy. À, đó là Alzheimer ấy. Đấy, một số nguyên nhân. Đây đây là các chất dẫn truyền thần kinh này, đó, các chất dẫn truyền thần kinh. Thì thấy là các chất dẫn truyền thần kinh đó, nó có nằm ở đâu? Nó có nằm ở rất nhiều trong thực phẩm. Thực phẩm. Đây thực phẩm này. Đặc biệt là chữ gì đây? À, cá. Các thấy rằng trong cá là nhiều chất dẫn truyền kinh nhất, cho nên người ta mới có cái chuyện là ăn cá không không gì đây. À, nói về chất dẫn truyền kinh thì người ta thấy rằng ngày xưa trước khi mà người ta tìm ra được mấy cái này ấy, người ta quan niệm có một cái chất mà dẫn truyền kinh tìm được trong đời sống hàng ngày. Cái chất đó nó là một cái dẫn xuất để tổng hợp ra acetylcholine. Chất đó được gọi là acid glutamic. Tên tiếng Anh nó gọi là glutamate đấy, đúng glutamate đấy. Chất này nằm ở trong cái acinonucleic. Acinonucleic biết không? Là bột ngọt ấy. Ai mà dân miền Bắc thì gọi là mì gì? Mì chính ấy. Cho nên mới có cái chuyện là chào lưu. Tại sao ở miền Bắc người ta rất thích bột ngọt? Tại người ta hiểu sao? Bột ngọt ăn nhiều vào nó sẽ tổng hợp ra chất dẫn truyền thần kinh. Ăn càng nhiều thì nó càng thông minh. Đấy, đúng không? Cái này đúng không? Đúng. Mình bị sai. Sai sao ăn được? Ta ăn tới bây giờ luôn đấy. Bây giờ các bạn mà đổ ra ngoài miền Bắc, các bạn gọi một tô phở thì cái mà người ta bỏ đầu đi nhiều nhất còn hơn cả đường nữa này. Bỏ cho bạn luôn. Tại vì cái đó đúng. Nhưng mà bị quan người ta lạm dụng quá nhiều, ăn vào nó còn gây ngộ độc thần kinh nữa. Thì giờ nó bớt rồi đó. Chứ ngày xưa mà ra chỉ có ăn bột ngọt thôi. Không biết ngày xưa các bạn thế hệ này, thế hệ chính ít đúng không? Thì đâu có cái cảnh mà hồi xưa phải ăn bột ngọt sống để thông minh đâu đúng không? Hồi xưa nhớ tôi phải ăn cái đó lắm mà cuối cùng chả thông minh được gì. Rồi, thế bây giờ trong các chất dẫn truyền thần kinh thì các bạn thấy được một cái chuyện như thế này. Đây, các bạn thấy được một cái chuyện. Đây, đây là này. Cái này là mới hiện giờ, mới nhất hiện giờ. Thì thấy là ngoài những chuyện bổ sung thực phẩm á, là cá, nhưng mà cá biển ăn thì nó còn có nhiều cái dị ứng ngộ độc. Thì người ta thấy là có một cái chất bây giờ người ta mới phát hiện ra ở thế kỷ 20 thôi. Đó là cái chất này nó không phải là chất dẫn truyền kinh, mà cái chất này nó nằm ở giữa hai cái tế bào thần kinh, giữa synapse này, giữa hai cái tế bào này, giữa hai cái sợi trục này. Thì cái chất này nó sẽ góp phần ổn định lên cái màng tế bào này, màng tế bào này. Và người ta thấy rằng nếu như mà cái màng tế bào này mà nó ổn định hơn, nó khả năng nó hấp thu nhanh hơn, thì cái chất dẫn truyền kinh nó chuyển động nhanh hơn, thì nó sẽ dẫn truyền nhanh hơn. Và cái chất đó đó được gọi là đấy. Cái chất đó bây giờ đang làm mưa làm gió trên thị trường đấy. DHA. Đấy, DHA. Thế DHA là gì? DHA thực chất là một axit béo. Và cái DHA này nó sẽ góp phần gì? Nó sẽ góp phần ổn định của màng các bạn. Và nó sẽ góp phần gì? Góp phần chuyển động hơn, nó là dẫn xuất omega 3 thôi. Nó tổng hợp omega 3 thôi. Vậy rõ ràng uống nhiều DHA, hay là cái người nào có nhiều DHA thì tổng hợp được nhiều omega 3. Tổng hợp được nhiều omega 3 thì màng tế bào nó bền vững hơn, nó chuyển động nhanh hơn, thì khả năng thông minh hơn. Điều đó đúng không? Đúng. Cho nên mới có cạnh tranh về sữa. Ngày xưa hộp sữa mà nổi tiếng nhất ở Việt Nam đó là sữa đàn ông, là sữa ông Thọ đấy. Ông Thọ mà có sữa đó. Thế là sữa ông Thọ uống thì ngay cả giáo sư Ngô Hữu Châu cũng là từng uống sữa ông Thọ, ông rất thông minh. Thế là bắt đầu nổ ra cái trò này. Thế là đầu tiên Abbott nhập qua hộp sữa có DHA, với lý do là uống DHA đi trẻ đẻ ra thông minh. Thế là dân mình đổ xu mua DHA Abbott. Và bây giờ DHA đã biến tướng rất nhiều, nó đã có DHA 1 cộng là hơn cam cái vậy nha. Mà ra chợ mua DHA 1 cộng là bây giờ thường rồi, bây giờ là
3 cộng bây giờ là cũng thưa rồi. Thời điểm 3 cộng đã qua mấy năm rồi. Bây giờ là DHA plus. Đấy. Plus thì cũng đã gần gần thường rồi. Bây giờ là HT plus. Đấy. Plus thì có hàng lập luận là ở plus thì nó sẽ có là inactive, active thì active nó thông minh hơn. Đấy, active giờ cũng thua luôn rồi. Bây giờ, hiện giờ cái mà trên thị trường đang làm mưa gió là gì? Pro DHA. Bây giờ cái gì mà pro là không phải quan trọng lắm. Pro DHA. Đấy, cho nên các bạn thấy bây giờ mà ra là thấy các bạn thấy là gặp chàng mấy hãng sữa, sữa cho con mà không có DHA thì xin thưa các bà mẹ không bao giờ mua. Đấy đúng, đang nghĩ cái này. Đúng không? Thấy các bạn là trong hộp sữa nó nhiều DHA không? Nhiều không? Nhiều không? Nhiều không? Giống như sữa Andy nó nhiều canxi không? Thế canxi nhiều nhất ở đâu? Đấy, nó qua đây nè. À. Thế người ta thấy này. Người ta thấy rằng trong cái hộp sữa này nó có DHA. Có chứ, có bán được chứ, bán được ta thua sao? Nhưng người ta thấy nhiều nhất DHA. Đấy, nó ở sữa mẹ. Đấy, mà thường bây giờ phụ nữ thì ít nhà nào cho con bú lắm. Để dành sữa cho ai không biết. Câu này nghĩa là gì? Cái này để là gì? Cái này trở về bài toán hồi nãy mình nói. Nếu như nó có nhiều myelin, nó bao bọc thì có phải là xung đột thần kinh chuyển tải càng nhanh không? Rõ ràng. Vậy thì ngày xưa ông bà ta có một câu nói rất hay: cần cù bù thông minh. Là cái này là nếu như cùng là giữa một cái tế bào thực, sợi trục của tế bào thần kinh này nó tiếp xúc với một sợi nhánh của tế bào thần kinh khác, đây, nếu như bạn tập luyện càng nhiều thì cái sợi trục này lúc này nó không còn là sợi trần nữa mà nó được bọc bởi bao nhiêu liền. Vậy được bọc bao myelin này nó sẽ làm xung đột nó chảy nhanh hơn. Vậy người ta sẽ thông minh hơn. Nhưng mà cái cần cù nó buồn thông minh nha. Mà nó là more practice nha. Chứ không phải là thôi hôm nay về mình cố gắng học mai thông minh. Không có đâu nha. Không có một sớm một chiều được đâu. Được chưa? Và để giải thích cái chuyện này, người ta mới làm cái chuyện gì? Người ta thấy ở những người mà càng lớn tuổi người ta bị mắc bệnh Alzheimer đó, ngoài cái chuyện là người ta giảm cái chất dẫn truyền kinh, người ta còn có chuyện nữa là gì? Là người ta những cái sợi mà có bao myelin này nó thoái hóa đi và nó chừa lại những cái sợi không có bao. Chính vì vậy người ta mới khuyến cáo ở những người lớn tuổi để tránh tình trạng bị Alzheimer là mất trí nhớ tuổi già, người ta phải chơi mấy cái trò này. Trò đầu tiên người ta khuyến cáo chơi mà dân Tây nó rất thích chơi mà Việt Nam ít chơi, trò này. Trò gì? Trò gì? À, giải ô chữ. À, thứ nhất là trò giải ô chữ. Các bạn nếu mà các bạn coi trong các bộ phim á thì các bạn thấy là tụi Tây nó đi trên tàu, là trên tàu điện ngầm hay là máy bay nó đều chơi trò giải ô chữ. À, nhưng mà giải ô chữ thì mình ít khi nào mình chơi lắm, tại ô chữ của mình dễ đoán lắm. Olympia gì mà công bố có nhiều thằng mấy cả gì nó bấm chuông ren nó công bố đáp án luôn, bỏ tay. À, ô chữ là rất khó, người ta phải gợi nhớ, người ta rất là điều, người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Thế là giải ô chữ đối với mình không quan trọng. Giờ mình nghĩ ra cái trò thứ hai, trò này tôi cam đoan các bạn không biết. Trời. Các bạn biết trò này chứ? Biết không? Biết Sudoku không? Sudoku trò chơi của nước nào? Nước nào? Nước Nhật. Chính xác, nước Nhật là nó trò Sudoku này. Đấy, Sudoku bây giờ đang làm mưa làm gió, cách đây mấy năm thôi, bây giờ thì nó hết rồi. Còn thời mà tôi đi học cấp 3 á, năng khiếu ấy, trò này lúc này là thịnh hành nè. Chưa có Sudoku đâu. Trò này chỉ có dân chuyên tráng mới chơi được thôi. Ừ. Có nghĩa là nó có cái số vậy, không biết. Ở đây ai học năng khiếu các bạn biết, này, nó có 3 hàng vậy. Điền vô trong này từ số 1 đến số 9. Hai người chơi với nhau, còn Sudoku mình chơi mình cũng được.
Thì sư tôi là cho chơi tự kỷ mà, một mình chơi. Thằng trò này phải chơi hai thằng. Hay là hai người điền vô đây, thì mỗi người lần lượt điền, ai muốn điền số nào điền, điền từ số 1 tới số 9, vô chính cái ô này, điền sao cũng được hết đó. Sau đó bây giờ, trước khi điền phải chọn, ví dụ như tôi chọn hàng ngang, bạn kia chọn hàng dọc. Ông điền cho ông điền, cuối cùng là tích của ba hàng ngang này, ví dụ của tôi đúng không, tích ba hàng này, tích ba hàng này, tích ba hàng này cộng lại. Ông này hàng dọc đúng không, tích ba hàng này, tích ba hàng này, tích ba hàng này, cộng lại. Ông nào lớn hơn nữa thắng. Ngày xưa là chơi trò này đấy, thời điểm tôi đi học năm thứ là chơi trò này. Và nó có một quy luật, ông nào điền số 4 đầu tiên vô đây là ông có thắng. Sau đó trò này không có chơi được nữa. Tại vì nó cũng dân chuyên cáo tìm ra đó. Ngày xưa là lúc đó là cấp 3 là chơi nhiều lắm mà không ai tìm được quy luật. Còn tụi tôi nghiên cứu ra là ông nào điền số 4 vô là ông chỉ cần đi trước điền số 4 vô là thắng. Cho nên sau này tụi nó chơi trò là không được điền số 4 trước nha. Điền số khác trước đi. Điền số 4 vô đây, ông nào điền số 4 vô đây đầu tiên là ông thắng. À, thì nó có trò đó. Sau đó thịnh hành hơn là Sudoku, trò này tự chơi được, tại vì Sudoku mới tính toán. Chính vậy thấy rằng luyện tập mấy con số này nhiều thì người ta sẽ có nhiều myelin hơn và người ta sẽ không bị mất trí nhớ về nhà, hiểu không? Cho nên mình khuyến cáo là về nhà mình nên chơi mấy con số này. Việt Nam mình áp dụng rất hay cái chuyện này và rõ ràng người ta cũng chơi số nhưng mà người ta chỉ chơi với một con thôi. Nước ngoài nó chơi nhiều số lắm, chơi trò chơi ô chữ nhưng mà Việt Nam chơi đúng có một con số đấy, bao lô luôn đấy, giống mấy nè đó. Rồi nghỉ với tao tí học tiếp.